Xin chào các bạn. Đây là chiếc Maybach 2017. Và hiện nay mình đang lái nó lên đỉnh Mẫu Sơn của Lạng Sơn. Một chiếc xe quá tuyệt vời các bạn ạ. Bạn có thể nhìn lên đây. Đây là nội thất của xe, cũng như là táp lô, táp ly rồi vô lăng. Và đằng trước mặt các bạn là đỉnh Mẫu Sơn của Lạng Sơn, độ cao 1.800m. Ngày hôm nay mình lái thử chiếc Maybach này lên đây và review cho các bạn xem các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ dừng ở đây. Một cảnh đẹp khá là ok. Và thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn, đây là chiếc Maybach 2017. Và ngày hôm nay Dũng Audi có cái điều kiện và cơ hội được lái trải nghiệm nó lên trên đỉnh Mẫu Sơn của Lạng Sơn. Và mình nhân đây thì mình cũng quay cho bà con xem. Quay cái xe này thì đặc biệt cái quay xe này là mình không có mang tính chất là để bán xe như mọi khi, mà chỉ là review giới thiệu về một chiếc xe quá đẹp và quá đỉnh. Đây là một chiếc xe có thể nói là tất cả những cái gì chúng ta cần đều có ở trên chiếc xe này. Và cái địa điểm cũng rất là đặc biệt là ngày hôm nay mình lái nó lên. Đây là cột thông tin của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, ba nước Đông Dương. Và đằng sau cái cột này thôi là Trung Quốc. Đây là đỉnh núi Mẫu Sơn, 800m so với mức biển. Độ cao 1.800m. Và có cái các bạn nào mà đã lên đây rồi thì có thể nhìn thấy cột thông tin truyền phát sóng của ba nước Đông Dương. Thì chiếc xe ngày hôm nay mình lái lên đây, Maybach 2017 các bạn. Chúng ta chỉ nhìn về những cái mà tổng thể thôi. Mình chỉ quay về tổng thể cho bà con xem để chiêm ngưỡng cái đẹp và những cái tiện dụng của nó thôi. Đều chỉnh điện hết. Bốn ghế đều chỉnh điện. Không phải là mỗi ghế lái với ghế phụ mà ghế hàng sau cũng chỉnh điện và có rèm luôn. Các bạn nhìn thấy nó có cả bức rèm, đằng sau này cũng có bức rèm. Xe một chiếc xe cao cấp. Màn hình thì rất nhiều màn hình. Cửa thì hai cửa sổ nóc. Vâng ạ. Bảng điều khiển. Ngày hôm nay mình lần đầu tiên được trải nghiệm một chiếc Maybach vô lăng. Rồi là đây là đèn này, vô lăng này, cũng như là các cái nút điều khiển mặt táp lô, táp ly. Trải nghiệm nó thì chiếc xe này thật sự nó đi như máy bay, nó quá xứng đáng với giá tiền. Xe đi mượn thôi, xe của ông bạn đưa cho đi, chứ còn Dũng Audi cũng chả buôn cái loại này, mà cũng chả làm xe công vụ cái loại này. Chẳng qua là thấy xe đẹp quá, đi sớm quá để quay cho bà con xem. Xe này thì chấm to, đi hơi tốn xăng. Đường trường là 7.9 lít. Đường nội đô là 14 lít, 14-15 lít. Còn đường ngoài đô thị là 10 lít. Thế nhưng mà đấy, vô lăng thì đây các bạn này, vô lăng đã nhìn thấy sướng rồi. Còn trang thiết bị ở trên xe thì hoàn toàn là tự động.
gãy số thể thao trên vô lăng này. Đây, gãy số thể thao trên vô lăng đây. Rồi là đèn ấn nổ, rồi phanh điện tử tự động. Camera 360. Đồng hồ. Đây ạ. Với cái một cái xe như thế này thì mình chỉ review về cái kiểu dáng thôi. Chứ còn về nếu mà để mà nói là để mà review hết tất cả các trang thiết bị của xe thì rất là mất thời gian và cũng không cần thiết. Dũng Audi chỉ quay giới thiệu với bà con về độ đẹp của xe thôi và thế nào là một cái Maybach. Đây ạ. Nó sẽ cho các bạn trải nghiệm một cái gì đấy gọi là nội thất bên trong cũng như là bên ngoài thực tế của một chiếc Maybach 2017. Quá đẹp. Xe đi mượn. Xe đi mượn bà con nhá. Đấy là cũng phải nói rõ bà con là em cứ nói thật là xe em đi mượn. Mượn đi lên Mẫu Sơn chơi. Thế còn ngoài ra thì cảnh Mẫu Sơn thì bà con đây ạ, Mẫu Sơn rất đẹp, mặc dù hôm nay trời buổi trưa. Anh em đi lên đấy chơi bởi vì là cũng không phải người ở Lạng Sơn. Nhưng người Lạng Sơn thì sẽ đi vào lúc khác chứ cũng không đi vào cái tầm này. Nhưng mà mình tiện thể đi mua xe thì đi qua đây thì lên đây thì cũng vào đây chơi, lên đỉnh Mẫu Sơn chơi và tương tác với bà con một chút và khoe với bà con cái Maybach không phải của mình. Các bạn khoe với bà con chiếc Maybach không phải của mình nhé. Chạy thì nó thật sự là chỉ có cảm nhận thôi. Chứ bây giờ mình nó thật sự cái loại này cũng không phải đúng chân. Dũng Audi cũng không biết hết về nhiều tính năng của nó để mà nói chuyện với bà con. Mình cứ phải nói thật với nhau như thế. Đấy, chỉ còn những cái cơ bản thì mình nắm được thôi. Còn cái loại này phải chuyên các bác xe sang, các bác xe lắm tiền các bác mới biết được. Đấy. Vâng, thì ngày hôm nay mình chỉ biết quay cái nội thất cũng như là trang thiết bị cơ bản cho bà con, giới thiệu với bà con. Cái góc cạnh này đẹp đi, cả xe, cả cột anten, cả Mẫu Sơn, đúng không? Vâng ạ. Bà con có thể nhìn thấy tổng thể. Mình quay để tương tác với bà con, giới thiệu với bà con thế nào là chiếc Maybach thôi. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại bà con nhé. Chúc bà con những điều tốt đẹp nhất. Dũng Audi trân trọng kính chào quý khách.